Hello, xin chào bạn. Thì trong video này mình sẽ review anh em bộ trang phục siêu hot của anh chàng Superman xịt đỏ. Trời ơi, gái anh em ơi, trời ơi, to quá. Wow, long kiếm kìa. Một cô bé mặc phong cách áo hồng rất là xinh. Thì hoa anh đào rất đẹp. Trời ơi, to anh em ơi, nhưng mà tranh nhanh quá. Thôi bỏ vậy. Thực ra thì muốn đuổi theo gái xinh nhưng mà rất tiếc gái xinh chân rất dài và chạy rất là nhanh em ơi. Thực sự thì Superman mặc dù là mặc xịt đỏ bay phấp phới nhưng mà cũng không đuổi được. Rất là đáng tiếc. Ok, thì trong clip này mình sẽ review của anh em cái trang phục bất công lý của Superman chưa thay đổi vị tướng Superman. Rồi, dính ngay combo của mình sẽ bị đẩy sấp mặt vào cái hang kinh công này. Đẩy tiếp này. Đẩy này. Đẩy này, làm chậm này. Đẩy phát cuối này anh em ơi. Thực sự thì cái khả năng liên hoàn đẩy của Superman khi mà kích hoạt chiêu cuối đó vào cái trạng phá thái phi hành liên tục, đánh thường liên tục thì đẩy sẽ rất là sướng. À và để đẩy sướng thì hôm nay mình sẽ trình bày anh em cái phong cách trang bị Superman lên rất nhiều đồ tanh, còn gọi là full tanh. Đấy, cái đồ này thì anh em sẽ tránh được cái tình trạng bốc hơi khi Superman vào giao tranh em ơi. Nhiều bạn đánh Superman bốc hơi nhanh quá. Cuối cùng nè, đưa ra các bạn một cái lối trang bị an toàn cho các bạn, đó là đánh Superman full tanh. Nhưng mà cũng rất là khỏe anh em ơi. Đó, một thanh niên bắt tập lại. Một cô bé cũng hết sức xinh xắn là muốn băng trụ ăn chuối nhưng rất đáng tiếc. Chuối chưa chín anh em ơi. Ok. Rồi, cái bộ trang phục này thì mình mới mod thôi và mod trên bản chính thức của Đài Loan. Lâu lắm rồi không trở lại cái link Mobile Việt này anh em ơi. Cái link này thì hồi mình mới làm YouTuber thì mình có sử dụng để chơi anh em ơi, lâu lắm rồi và bây giờ cần mod kỹ năng bên đẩy bản chính thức Đài Loan thì mình lại quay lại cái đích này để review cái bộ trang phục mà bất công lý. Ngoại hình Superman trong trang phục này thì cũng khá là ngầu côn đẹp trai to. Nói chung là cũng khá là được anh em ơi. Rất tiếc không review được cái hiệu ứng kỹ năng của bộ trang phục, không sao. Rồi, đẩy thấp mặt tiếp thanh niên này. Ôi trời, tôi xong rồi. Pha này thì mình dùng chiêu lỗi rồi, tiếp tục đẩy lỗi. Bởi vì khi mình dùng chiêu cuối xong mình dùng... Ôi, thôi. Ôi em xin các bạn. Em xin các chị. Khi mình dùng chiêu cuối mình dùng chiêu một hơi thở băng giá, nó kiểu nó bị mít vào không khí, thành ra là không làm chậm được. Và không làm chậm được thì cái việc đẩy sẽ khó hơn rất nhiều. Ở cái combo đẩy anh em phải dùng chiêu cuối xong làm chậm và chiêu một được cơ. Thì anh em vòng sau lưng tứ địch nó dễ dàng hơn rất nhiều. Ok. Rồi, chắc là Butterfly chết rồi anh em ơi. Thực sự là lâu không đánh vị tướng Superman này. Bởi vì nó bị cấm trong đấu hạng nhiều quá anh em ơi. Cấm trong đấu hạng quá lâu. Và với sự thay đổi mới của Superman trong phiên bản cập nhật mới, Superman sẽ bị giảm sức mạnh anh em ơi. Và với giảm sức mạnh này không biết Superman có trở lại không, nghĩa là được không bị cấm nữa, không bị auto cấm nữa, để cho các anh em thánh đẩy, các anh em còn được thể hiện, các anh em còn được luyện trình Superman chứ cấm suốt thì lấy gì mà luyện đây. Nhiều anh em mua Superman đánh Superman cũng rất là sướng, bị cấm hoài lâu không đụng tới thì trình cũng bị xuống, cái kiểu mình lâu không đánh đây. Anh em đợi đợt lính xong mình băng trụ nhá. Nhưng pha băng trụ này anh em phải đợi đợt lính đó. Ok, kích hoạt chiêu 2 chạy việc rồi. Nếu mà an toàn hơn thì có thể kích hoạt thanh tẩy để đẩy đi. Ok, đẩy sắp mặt thanh niên này. Đẩy sắp mặt ở trụ này. Đánh thường này, chia một này anh em ơi. Với cái phong cách này thì anh em hạn chế dùng tia X của chia một nhá. Anh em sẽ combo theo kiểu là vào trạng thái phi hành, đánh thường, xong dùng chia một. Đấy, lượng sát thương từ đánh thường sẽ rất là lớn. Khi mà anh em lên đồ rất nhiều máu thì cái sát thương từ cái nội tại sẽ rất là lớn anh em ơi. Nó phụ thuộc vào phần trăm máu của Superman mà anh em ơi. 12% máu thành sát thương. Đó, rất là cao, sát thương rất là lớn. Cái huyết giáp chúng ta có đến 1500 máu cũng thêm em ơi, rất nhiều máu và cố gắng hồi phục cho anh em hỗ trợ tiêu diệt tướng địch. Rồi đôi xíu đi, toàn hết mana thì hay mình sẽ ăn được một bé. Rồi ôi giời trời, rất may có nội tại hồi phục của cái huyết giáp anh em ơi, hồi rất nhiều máu, tiếp tục ra móc đằng sau. Rồi ôi trời, tìm bạn chết thế này thôi, ăn bé đi vậy.
Vời nhìn gái xinh ngã xuống, thật là thương quá đi mà. Thực sự là đội hình team mình và anh chàng Sim Đỏ này không biết thương hoa tiếc ngọc gì. Quả đấy, à khôi quên, trận đấu này thì thực sự là các bạn Đài Loan cũng rất là vui tính. Thực sự là rất là vui tính em ơi, cầm Alice đi rừng. Alice đi rừng lên cái giày tốc đánh với cả món thánh kiếm, thực sự là vô cùng bá đạo. Không biết bạn ấy chat cái gì mình cũng không hiểu mô tê. Rồi sau khi một lúc đi ganh thì Chu đá mất anh em ơi, thật sự là đáng tiếc quá, lỗi quá lỗi quá, thật là buồn quá đi mà. Chào này để mất chủ một cách tự nhiên như vậy. À với đồ cái này thì xuyên TX thì nó không thấm được lắm đấy không, bởi vì anh em không có đồ xuyên giáp. Với cả lick này thì Ngọc cũng không có đâu. Bà Ngọc có hai mấy điểm anh em ạ, thật sự là rất là cùi. Rồi, băng trụ là nghề của mình. Băng trụ cướp mất được em Cáo. Rồi em bắt tục là thực sự đội hình team bạn trận này thì gái xinh rất là nhiều. Toàn là gái xinh thôi. Nào là em theo lát to 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 này, em ID xinh và to này, em Liliana rất là to này. Và đội hình là siêu to anh em ạ. Chỉ có mỗi anh chàng Arthur thôi. Đẩy ra này. À đồ này phân tay anh em mở giao tranh rất là tốt nhá. Đó, nhiệm vụ của Superman là mở giao tranh mà. À, chuyên gia móc sau trụ tướng địch rất là sướng. Rồi. Dường như là bắn mình không thấm. Bởi vì lượng mạng tranh lệch thì nó cũng quá là nhiều anh em ạ. 222. Số rất là đẹp. Toàn số 2 thôi. Ok, quên không thông báo các bạn sự giảm sức mạnh của Superman Man trong phiên bản mới. Chắc là nhiều anh em nghe mãi không thấy cái sự thay đổi. Thực sự là xin lỗi nhá, sorry anh em rất là nhiều. Còn thực ra thì quên mất ý. Ok, đầu tiên đó là cái chiêu thứ hai của Superman được nó bị tăng cái thời gian hồi chiêu từ 12 giây lên thành 14 giây. Nghĩa là Superman sẽ bị giảm sức mạnh ở chiêu thứ hai rồi. Đó, hồi chiều khá lâu, từ 12 thành 14 giây, con số thì nó tăng khá nhiều. Thành ra là cái việc Superman dùng chiêu 2 để hóa giải khống chế tăng tốc chạy thì nó sẽ bị hạn chế hơn trong phiên bản cập nhật mới. Rồi, và chiêu cuối của Superman cũng bị tăng thời gian hồi chiêu. Các chỉ số hồi chiêu ở 3 cấp độ đó là 70, 60 và 50. Đó, số rất là chắn, rất đẹp. Ok, có gái xinh là phải bu anh em ơi. Một bé. Rồi con bé ID ơi trời. Sao bé đi chết nhở? Ừ John, trời John. Thanh niên dùng tên thần cướp mất người đẹp của mình rồi. Ok, một pha đẩy lỗi. Và để bé Butterfly thì bạn chạy mất. Đó, ở phiên bản mới thì hồi chiều của Superman ở chiều 3 là 70, 60 và 50. Ở phiên bản hiện tại thì nó chỉ có 60, 55 và 50 thôi anh em ạ. Nghĩa là đầu game thì cái chiêu này nó bị giảm sức mạnh, nhưng mà late game thì nó vẫn giữ nguyên trong phiên bản hiện tại nha. Đấy anh em ơi. Nói chung là đầu game Superman sẽ bớt bá đạo đi. Đấy, còn cuối late game thì nó cũng như phiên bản hiện tại thôi. Đó, nhưng mà chiêu thay đổi này sẽ khiến anh em chơi Superman được thể hiện Superman nhiều hơn. Có thể là Superman sẽ không bị auto cấm nữa. Trời, làm cái gì bạn ơi. Rồi, wow, đội hình gái xinh truy sát mình em ơi. Tuyệt vời ông mặt trời. Tuyệt vời ông mặt trời, tuyệt vời ông mặt trời. Tuyệt vời ông mặt trời. Tuyệt vời ông mặt trời, chạy đầu bé ơi. Bé là của anh. Tiếp tục bé Liliana. Bé thành Cáo chạy mất dép rồi anh em ơi. Nhưng mà chắc là không chạy đâu. Chắc là không chạy đâu à. Rồi, choáng mình kìa. Được cùng rồi em ơi. 20 vàng. Thực sự thì team bạn rất là fit. Ok, bởi vì mức rank là thấp thôi. Thành ra đánh để chủ yếu là review của anh em cái bộ trang phục này thôi anh em ơi. Review bộ trang phục và thông báo anh em sự thay đổi vị tướng Superman trong phiên bản cập nhật mới.
À, với phong cách đánh full tank anh em dùng combo giống kiểu mình nhá. Anh em không dùng vội TX mà anh em hãy dùng nội tại khống chế từ trạng thái bay, rồi dưới dùng chiêu 1 nhá để làm chậm được địch, khống chế rất tốt, bảo kê đồng đội tốt. Đấy. Mà nó rất hợp với cái kiểu trang bị này anh em ơi. Mỗi kiểu trang bị chúng ta phải đánh theo phong cách khác nhau. Đây là đây là mỗi phong cách tạo lên mỗi phong cách đánh riêng của mỗi người anh em ạ. Nhưng mà mình thì phải cố gắng test trang bị và test cách đánh. Đấy, ok. Như vậy video của mình đến đây thôi. Xin chào anh em và hẹn lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.